chào mừng các bạn đã đến với kênh danh dự trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án uh, foreign uh, three uh, group tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần dùng ví metamask và các bạn nhớ chuyển sang mạng Binance smart chain chuẩn bị một ít phí bnb ở trên ví và người ta kết nối ví với nền nền tảng nhé hết khoảng 0.11$ đô bnb để chúng ta có thể là tham gia cầu này ta chọn uh, phần sign để người ta ký ở trên ví nhé rồi chúng ta sẽ liên kết tài khoản tester chúng ta với nền tảng uh, foreign group nhé Bây giờ các bạn sẽ điền invite code thì invite code mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Ngoài ra thì nếu như anh em có invite code mình cho phép anh em có thể là chúng ta có thể là bình luận trong phần mô tả video để những người nào chúng ta chưa có chúng ta điền vào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn vào bill, draw tick, uh, ticker. Ấn vào confirm. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả mua. Rồi có vẻ là đôn này anh em nhé, đôn rồi đấy thì ở đây các bạn có thể ấn vào phần profile trong phần này thì các bạn sẽ lấy được cái invite code này nhìn chưa đây là cái invite cái code của các bạn Đấy. ở đây có phần arop ở đây thì anh em nhận được càng nhiều Point thì nhận được càng nhiều arop nhé đây vé của mình đây Ok tất cả trong dự án này chỉ có vậy thôi Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn anh em tham gia dự án này Cảm ơn anh em theo dõi video và Xin chào các bạn Giờ tiếp theo